6, câu 45 đến câu 52. Lập tức, Đức Giê-xu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia, về phía thành Bết-sai-đa trước. Trong lúc người giải tán đám đông, sau khi từ biệt các ông, người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, người đi trên mặt biển mà đến với các ông, và người định vượt các ông. Nhưng khi các ông thấy người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy người, và đều hoảng hốt. Lập tức, người bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hóa nhiều. Lòng trí các ông còn ngu muội. Quý vị và các bạn thân mến, giữa biển hồ mênh mông, các tông đồ vất vả chèo chống trong cơn gió ngược. Các ông mang tâm trạng gì trong lúc này? Phải chăng các ông đang than trách thầy vì thầy không đồng hành với các ông? Hay là các ông tự nhủ không cần thầy đến giúp, bởi các ông ỷ lại khả năng ngư phụ của mình? Cả hai thái độ đó đã làm cho các ông không nhận ra thầy mình, và cứ ngỡ là ma khi thầy đến với các ông. Giữa lúc chèo chống vất vả này, nếu các môn đệ tin tưởng vào thầy và hy vọng thầy sẽ đến giúp, thì khi thấy bóng sáng thầy, các ông sẽ nhận ra thầy mình. Nhưng tiếc quá, thái độ tự phụ vào khả năng của mình cũng là vật cản không thể giúp con người nhận diện được Chúa. Các môn đệ tin vào khả năng của mình, bởi dù sao các ông là những ngư phụ thứ thiệt. Cậy dựa vào sức mình cũng đồng nghĩa với việc loại trừ Chúa ra khỏi cuộc sống. Do đó, khi Chúa đến, các ngài đã không nhận ra Chúa. Thật đáng tiếc. Đó cũng chính là thái độ thường xảy đến với chúng ta trong cuộc sống, hoặc là khi đối diện với những thách đố trong cuộc sống, chúng ta hầu như cảm thấy mất niềm tin vào Chúa. Tại sao? Có thể đức tin của chúng ta chỉ được bén rễ trên những ích lợi trần thế. Có thể chúng ta thể hiện đức tin để chờ đợi những may lành mang tính trần thế trong cuộc sống, như là làm ăn thành công, sức khỏe dồi dào. Hoặc là chúng ta quá tự phụ cậy dựa vào sức mình, cậy dựa vào sức con người, vào những thành tựu khoa học. Chúng ta coi việc cầu nguyện là không cần thiết, và cầu xin sự trợ giúp của Chúa là phù phiếm. Khi đối diện với những thách đố trong cuộc đời, chúng ta cứ bám víu vào những phương tiện trần thế, vào khả năng của con người, chúng ta sẽ bị nhấn chìm giữa biển khơi. Lạy Chúa, Chúa hằng yêu thương con người và không bao giờ lìa xa chúng con. Chỉ vì đức tin chúng con chưa vững mạnh để nhận diện ra sự đồng hành của Chúa trên nẻo đường chúng con đi, xin thêm lòng tin cho chúng con, và xin giúp chúng con luôn gắn chặt với Chúa. Vì chỉ có sự gắn kết này, chúng con mới nhận ra Chúa luôn ở kề bên chúng con. Amen.